Chào mừng các bạn đến với kênh Tiếng Tài của mình. Kênh Tiếng Tài là nơi chia sẻ về những kiến thức xe máy cũng như là trải nghiệm những sản phẩm mới áp dụng vào xe máy của mình. Và trước màn hình của mình hiện tại là dòng xe Piaggio, đặc trưng là hai chiếc xe Airplay 125 nha các bạn. Rồi, có kết nối với một chiếc máy Smart Tool 2. Chủ đề hôm nay mình muốn nói tới là sử dụng cái máy Smart Tool 2 để nâng cấp phần mềm cho dòng xe Piaggio với phiên bản 9.6 cập nhật ngày 25 tháng 11 ha các bạn. Đối với các anh em thợ, cái vấn đề mà nạp phần mềm cho dòng xe Piaggio đối với những thiết bị cầm tay khác, đó là cả một vấn đề. Lý do mình muốn nói đến cái chủ đề hôm nay á là cái đối với phiên bản ngày 25 tháng 11 của máy Smart Tool 2, khi các bạn nâng cấp phần mềm thì các bạn không cần phải cập nhật lại vị trí bấm ga, cũng như không phải là cập nhật lại lập trình chìa khóa. Thật sự mà nói, phiên bản 9.6 đã đập tan được cái sự vấn đề đối với những anh em muốn nâng cấp phần mềm cho dòng xe Piaggio mà trước giờ rất là muốn nâng cấp nhưng lại nâng cấp không được. Lý do vướng ở chỗ các anh khi nâng cấp rồi thì bắt buộc các anh cần phải lập trình lại chìa khóa, mà đối với dòng xe Piaggio á, không phải lúc nào khách hàng cũng đem có hai chìa khóa chính và chìa khóa phụ để các anh lập trình lại. Qua một cái yếu tố mấu chốt nữa là cũng không phải anh nào cũng biết cái quy trình lập trình chìa khóa đâu. Kể cả những anh đã được đào tạo rồi luôn nữa, nhưng mà mình bỏ lâu quá không thao tác, thì chắc chắn khi gặp đăng ký những dòng xe Piaggio như thế này thì các anh sẽ bị vướng mắc ngay lập tức ha. Vấn đề mấu chốt đã được giải quyết trong phiên bản máy Smart Tool ha các bạn. Nó giống hoàn toàn như là các bạn nạp phần mềm cho dòng xe Honda thôi. Các bạn chỉ cần việc cắm vô và máy sẽ nạp phần mềm ha. Tự động máy sẽ làm luôn là nạp nâng cấp phần mềm, lập trình chìa khóa, lập trình bấm ga lại cho mình luôn, cài đặt lại bấm ga cho mình luôn. Các bạn không cần phải thao tác gì hết. Thật sự là một biện pháp rất là tối ưu đối với dòng xe Vespa mà mình đánh giá khá là tốt trên thị trường và khá là hỗ trợ đắc lực cho mấy anh em. Mà trên thị trường hiện tại chưa có thiết bị nào làm được điều này ngoài trừ dòng máy Smart Tool ha các bạn. Đối với các bạn mà sửa dòng xe Vespa thì mình cũng nên khuyên luôn các bạn nên trang bị những dòng máy Smart Tool để nạp phần mềm cho dòng xe của mình đi ha. Thứ nhất, máy Smart Tool của mình sẽ là tự tìm xe. Những ai đã nạp phần mềm đối với dòng xe Vespa rồi á thì sẽ biết cái vấn đề rất khó khăn của anh em mình á là đi tìm dòng xe cho máy ha, MIUI R3BNG04 cả một vấn đề. Nhưng mà đối với máy Smart Tool của mình, nó đã giải quyết vấn đề này rồi, nó tự động tìm xe cho mình, một giải pháp rất là tối ưu. Thứ hai, sau khi cập nhật xong thì máy Smart Tool 2 sẽ tự động lập trình lại khóa cho các anh. Các anh không cần phải lập trình khóa cho dòng xe Piaggio ha. Mà đối với các dòng khác trên thị trường thì bắt buộc các anh phải lập trình lại chìa khóa. Một cải cách rất là đáng kể. Và cái thứ ba luôn nữa, đó chính là sau khi lập trình khóa rồi thì các anh bắt buộc phải cài đặt lại vị trí tay ga cho nó, cho xe, cho xem thì nó mới hoạt động được.
Thì ba vấn đề này đối với dòng máy Smart Tool của mình nó đã hoàn toàn tự động rồi các anh ha. Nó giống như là các anh nâng cấp dòng xe Honda, chỉ việc nhấn Enter, mọi vấn đề còn lại thì máy sẽ tự động cập nhật đối với dòng xe của mình. Rồi, bây giờ mình xin tiến hành là thao tác trên máy cho các anh xem nha. Bây giờ mình xin tiến hành là kết nối với cái máy Smart Tool 2 cho dòng xe Piaggio của mình. Đầu tiên các bạn sẽ chọn là phần động cơ nè, kéo xuống Piaggio đây, chọn Piaggio giúp mình ha. Đây, các bạn xem đây, nó tự động tìm xe cho các bạn luôn, kể cả các bạn muốn thông tin xem này mưu gì, các bạn vô đây các bạn kiểm tra đây. Ha các bạn, thật sự là một cái giải pháp tối ưu cho dòng xe Piaggio. Vâng, mình sẽ vào thẳng vấn đề là cái phần nâng cấp như mình đã trình bày, là đối với những phần nâng cấp này thì mình sẽ là tiến hành là nâng cấp phần mềm nha các bạn. Tiến hành Enter thì thiết bị máy Smart Tool 2 sẽ báo mình bạn có muốn nâng cấp OSM hay không. Nếu bạn đồng ý thì nhấn Enter, nếu không đồng ý thì nhấn nút thoát cho mình ha. Trong trường hợp này á, thì mình muốn nâng cấp thì mình nhấn Enter để đồng ý ha các bạn. Và máy Smart Tool 2 một lần nữa sẽ thông báo, thứ nhất á, là về kiểu OSM, mã phụ tùng và ngày cập nhật cho các bạn ha. Các bạn đồng ý nhấn Enter. Rồi, các bạn sẽ vô phần là tự động để nhận diện xe, chọn đây, các bạn sẽ thấy hiện tại đang chạy nè các bạn ha, đang chạy đây. Đối với dòng máy Smart Tool này của mình á, thì nó sẽ tự cập nhật, tìm xe, nâng cấp, tự cài đặt lại vị trí bấm ga và đăng ký chìa khóa cho các bạn. Các bạn không cần phải là làm cái vấn đề cơ khí nữa đâu ha các bạn. Một giải pháp tối ưu, thật sự mà mình nói luôn, theo ý của mình hiện tại luôn, tính tới thời điểm hiện tại trên thị trường chưa có thiết bị cầm tay nào mà làm được như máy Smart Tool đối với dòng xe Piaggio ha các bạn. Được 90% này nè các bạn, 91-92% này nè các bạn ha. Cái quá trình mà nạp phần mềm này á, diễn ra tầm khoảng 2 hoặc là 3 phút. Lý do á, là cái máy Smart Tool này, Smart Tool 2 của mình, nó sẽ nạp hai phần mềm, hai chỗ lưu dữ liệu. Thứ nhất á, là nạp phần mềm, các bạn sẽ thấy nè, nó báo là đang nạp phần mềm chip chủ MCU. Sau khi nạp phần mềm chip chủ cho MCU xong á, thì máy Smart Tool của mình sẽ tiến hành nạp phần mềm cho ARM ha. Sau khi nạp phần mềm cho ARM xong thì sẽ là tiến hành cài đặt lại vị trí tế ga. Các bạn sẽ lưu ý màn hình đây, đây, nạp chưa, MCU đã xong, các bạn sẽ nghe tiếng E ha. Sau khi tiếng E xong, các bạn sẽ thấy thiết bị sẽ thông báo tiếp đang kết nối với IC ASU, vui lòng đợi nha các bạn. Này, các bạn đợi tầm khoảng là vài giây thì trên thiết bị sẽ thông báo luôn, sẽ tiếp tục nạp thêm một phần mềm nữa cho các bạn xem nha. Đây, đang nạp phần mềm cho bộ nhớ ARM. Cái quá trình nạp phần mềm cho bộ nhớ ARM này rất là nhanh các bạn, tầm khoảng là 30 giây thôi. Ha, 30 giây đến 60 giây là xong rồi. Các bạn thấy chạy rất là nhanh. Rồi, và thiết bị cũng thông báo cho mình luôn đang cài đặt lại vị trí bơm ga, vui lòng đợi nha các bạn. Tất cả ở chế độ auto hết rồi ha. Đây, các bạn sẽ thấy nâng cấp phần mềm thành công. Yêu cầu của mình tắt khóa, bật khóa là xong. Như thế này là xong nè các bạn ha. Mình không cần phải cài đặt lại vị trí bấm ga, không cần phải làm gì hết. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cho các bạn xem ha. Mình sẽ tắt khóa, bật khóa lại để kết thúc quy trình ha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ kiểm tra cho các bạn xem
vào phần dữ liệu động cơ. Mình sẽ kiểm tra vô đây cho các bạn xem nha. Gốc mở vị trí bấm ga 2.4 độ, 2.4 độ. Chìa khóa đăng ký là số 2. Như thế này đã đủ rồi các bạn ha. Như thế này đã chứng minh được á, là cái máy Smart Tool 2 của mình không cần phải là cài đặt lại vị trí ra đăng ký chìa khóa đâu ha. Rồi bây giờ mình sẽ nổ máy lên cho các bạn xem luôn nha. Như vậy ok ha các bạn. Rồi video hôm nay mình xin chia sẻ về cái máy Smart Tool 2, quy trình nạp phần mềm cho dòng xe Piezo, không cần phải cài đặt lại thay ga, đăng ký chìa khóa. Rồi xin chào tạm biệt tất cả các bạn.